chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mình chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn một cách làm bánh da lợn kiểu Malaysia nha. Bánh này ăn có vị béo rất là ngon và vị ngọt thì vừa ăn. Đặc biệt hơn là những cái lớp bánh nó không có bị tách lớp. Và cách làm này mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Nếu như yêu thích, mình mời các bạn cùng làm chung với mình nha. Còn video này các bạn xem thấy hữu ích thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để tiếp tục theo dõi những món bánh mới từ kênh mình. Mỗi công thức, mỗi cách làm sẽ cho mình ra một hương vị bánh khác nhau. Mình làm hoàn toàn tự nhiên từ màu lá cẩm và lá dứa. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 2 cọng lá dứa rửa sạch, quấn lọn cho vào một cái nồi. Rồi mình sẽ cho vào đây là 1200ml nước cốt dừa nha các bạn. Rồi mình sẽ cho lên bếp mình nấu sôi cái phần nước cốt dừa nha. Mình chỉ cần nấu nóng lên thôi các bạn, sôi nhẹ là được rồi. Mình đừng để sôi quá lâu nha, sẽ mất đi vị béo của nước cốt dừa. Và nấu sôi lên thì lá dứa này đã hết thơm, mình lấy ra mình bỏ nha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi trộn bột. Ở bên đây mình dùng là 350g bột năng. Mình dùng hoàn toàn là bột năng luôn nha. Tiếp theo là mình cho vào đây là 120g bột gạo và 50g bột mì đa dụng nữa nha các bạn. Và công thức cụ thể thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Rồi mình cho vào nửa muỗng cà phê muối và 300g đường. Rồi mình sẽ trộn lên cho thật là đều ha. Khi mà trộn đều rồi, phần nước cốt dừa lúc này cũng còn nóng nè các bạn. Mình sẽ múc từ từ và cho vào bột. Lúc nước cốt dừa còn nóng luôn nha, không cần phải đợi nguội. Vì cho nước cốt dừa còn nóng như vậy sẽ giúp cho bánh được mềm và mình giữ được lâu hơn, không có bị cứng. Đó, mình vừa cho vừa trộn như vậy nè. Thì tiếp tục vừa cho nước cốt dừa và vừa trộn lên nha, để cho bột được tan đều, không có bị vón cục. Sau khi cho hết nước cốt dừa vào và trộn lên thật là đều thì mình sẽ chia bột này ra làm 3 phần bằng nhau. Rồi lúc này mình sẽ cho 100ml nước cốt dừa vào một cái thau bột, khuấy cho thật là đều. Tiếp đến là 100ml nước lá dứa, thì mình chuẩn bị khoảng là 30g lá dứa tươi cắt nhỏ, rửa sạch rồi mình cho vào máy xay sinh tố mình xay để mình có được màu xanh từ lá dứa. Tiếp theo là mình chuẩn bị ở bên đây là lá cẩm. Lá cẩm thì mình cũng dùng là 100ml nha. Rồi mình sẽ trộn lên thật là đều, như vậy là mình đã có xong 3 màu. Và tiếp tục thì mình chuẩn bị một cái khuôn. Hôm nay mình sẽ đổ bánh bằng khuôn hoa, thoa mỏng một lớp dầu ăn và làm nóng khuôn trước khi mình đổ bánh. Rồi mình sẽ khuấy bột đều lên nha. Thì để tạo hình bánh cho đẹp thì mình sẽ dùng màu lá cẩm, mình sẽ cho vào đáy khuôn. Khuôn hình hoa này thì các bạn có thể tìm mua ở nơi bán dụng cụ làm bánh hoặc là siêu thị đều có bán. Khuôn này rất là dễ lấy bánh ra và làm bánh rất là đẹp. Đậy nắp lại, mình sẽ hấp trong vòng 4 phút với lửa lớn. Sau 4 phút mình sẽ dỡ nắp ra nè các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho một lớp bột màu trắng từ nước cốt dừa. Và mình muốn những cái lớp bánh được đều nhau thì mình sẽ múc 2 vá, thì các bạn sẽ canh 2 vá mà mình múc nha. Và cứ tương tự y như là mình làm bánh da lợn thôi. Và mỗi một lớp bột như vậy cách nhau 4 phút. Đó, màu trắng đã được rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một lớp bột màu xanh lá dứa. Và lưu ý một điều, màu xanh lá dứa với màu lá cẩm sẽ bị trùng màu á. Nhìn màu bánh sẽ bị tối nên mình sẽ khoảng cách với nhau bằng một lớp bột màu trắng nha các bạn. Thì
Thì cứ tương tự y như vậy, mỗi một lớp bột mình sẽ cách nhau là 4 phút với lửa lớn nha. Với lớp bột cuối cùng mình sẽ hấp lâu hơn nha các bạn, với thời gian là 30 phút, vì khuôn này mình đổ hơi nhiều bột á. Sau 30 phút mình dỡ nắp ra nè, cách kiểm tra thì mình dùng tăm xuyên qua bánh, dỡ tăm lên, nếu bánh không dính vào tăm là bánh đã chín, đợi bánh cho thật là nguội. Rồi mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn nha. Lúc này mình lấy bánh ra bằng cách mình úp ngược khuôn vào một cái mâm hoặc là một cái dĩa lớn. Đó, các bạn chỉ cần bóp nhẹ khuôn thôi thì bánh sẽ tự chạy ra. Khuôn này rất là dễ dàng lấy bánh luôn. Về phần khuôn thì mình có thể thay đổi nha. Nhà có khuôn gì thì mình sử dụng khuôn đó để mình đổ bánh. Đây các bạn thấy nè, bánh mình làm bằng cái hình hoa như vậy trông rất là bắt mắt. Rồi lúc này mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem ha. Mình sẽ dùng một con dao nhựa mình cắt bánh để cho bánh được đẹp. Thì mình cắt ra thành từng miếng nhỏ cho vừa miếng ăn, vì đây là một ổ bánh lớn. Đây các bạn nhìn thấy bánh nè, rất là ngon nha, màu sắc thì tự nhiên và đặc biệt bánh không có bị tách lớp, những cái lớp bánh đều với nhau, nhìn sẽ đẹp hơn. Và màu sắc này mình làm tự nhiên từ lá cẩm và lá dứa. Rồi mình sẽ xếp bánh ra dĩa nha. Thì với một cách làm rất là đơn giản, bánh da lợn vừa đẹp vừa ngon mình đã làm xong rồi nè các bạn. Đó, bánh thì bóng mượt ha, và đặc biệt không có bị tách lớp. Đây cũng là một kỹ thuật để làm bánh da lợn. Và khi thưởng thức thì mình có thể xé ra từng lớp bánh như vậy nè. Mình mời các bạn cùng thưởng thức bánh với mình nha. Bánh này có vị ngọt rất là vừa ăn, vị béo từ nước cốt dừa, mùi thơm đặc trưng từ lá dứa. Bánh này ăn rất là ngon. Nếu như các bạn yêu thích món bánh này, mình mời các bạn vào bếp làm chung với mình công thức này nha. Vì công thức này cũng rất là đơn giản và dễ làm, bánh mềm dẻo mình có thể để từ 1 đến 2 ngày. Và do bánh có nước cốt dừa nên mình cần bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Chúc các bạn làm thành công và ăn thật là ngon miệng. Video mình chia sẻ đến đây tạm dừng. Và mong được sự ủng hộ từ các bạn bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ kênh mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Còn bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.